Mở ra xem nào. Wow, trong chúng khủ long này có cua này các bạn ơi. Wow, này, rồi bạn ca ra, bạn ca đổ vào trong chậu đi. Ê, trời ơi, quá trời cua, nhiều cua thật đấy. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục này, quả trứng khủng long khổng lồ này. Quả trứng khổng lồ to to này, mở ra xem có cái gì bên trong nào. Ôi, trong quả trứng khủng long này cũng cua luôn nhá các bạn nhá. Ê ơi, hôm nay cua nó vào vườn nhà mình nhiều nhở. Chui vào thùng rác rồi chui vào trứng nhở, chuối nhở. Ê, ai chắc là tránh nắng đấy nhở. Wow, nhiều nhở. Ôi, tìm xem còn không nào, chắc hết rồi ấy nhở. Hết rồi.